những vấn đề thời sự luôn được cập nhật kịp thời. Những tấm gương bình dị giữa đời thường. Những nét văn hóa truyền thống cần được giữ gìn. Những câu chuyện cảnh giác chưa bao giờ cũ. Tất cả sẽ có trong camera cận cảnh. Không hoạt động, xuống cấp nghiêm trọng, bụi bặm bám đầy. Đây là những hình ảnh mà chương trình Camera Cận Cảnh đã ghi nhận được tại các trạm thu phí ngưng hoạt động tại chân cầu Bình Triệu 1, 2 và xa lộ Hà Nội. Cầu Bình Triệu 1 và 2 là cửa ngõ giao thông quan trọng giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Những khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng ách tắc, kẹt xe nghiêm trọng vào các giờ cao điểm ở khu vực chân cầu. Bởi vì trạm thu phí bị bỏ hoang đã chiếm diện tích khá lớn, còn đường dành riêng cho xe hai bánh lại có diện tích quá nhỏ. 7 trạm thu phí bị bỏ hoang đã xuống cấp và ngưng hoạt động khoảng 3 năm nay, nhưng vẫn tồn tại gây cản trở cho việc lưu thông qua lại cầu mỗi ngày. Và chính những trạm thu phí bị bỏ hoang này cũng góp phần tạo nên những vụ tai nạn giao thông mà trạm thu phí cầu Bình Triệu 1 và 2 là một ví dụ. Cũng thấy phiền cho người dân người ta quá. Tại vì á, nhiều người á, người ta chạy á, người ta không có thấy á, người ta cứ đụng vô cái cục BB đó đó, người ta đâm lên, người ta tai nạn hoài rồi, nên cũng thấy tội cho người dân. Cứ người ta ý á, người ta chạy là gây tai nạn thôi. Tối thì nhiều khi tối nó vắng thì mới bắt đèn đây thôi, chứ lúc trước tối hù. Rồi nhiều khi người ta ý người ta chạy ngoài đường xe bốn bánh á, bị ủi chết hoài. Tai nạn xảy ra liên tục, chiều là tan tầm là quẹt xe té ngã tùm lum hết à. Cứ tan tầm là coi như là cứ chạy xuống cầu là quẹt nhau rồi té cứ liên tục. Nhưng mà gần đây thì cũng có vụ tai nạn chết người đây. Tai nạn xảy ra là cái hôm đó là đổ giờ, nó đổ dốc cầu nè, rồi cái nó chạy xuống rồi lúc kia rồi nó mới lủi vô cái bót đó đó. Tai nạn mà cầu xuống là dễ bị... cũng do cái BB, cái đầu ông lương đó, là xe nó hốt quảng nó đâm đầu vô cái đầu ông lương chết hoài. Xe lớn lẫn xe nhỏ đổ dốc cầu với tốc độ khá nhanh tại chân cầu Bình Triệu 1. Ba trạm thu phí bỏ hoang tại đây cũng là vật cản trở và gây ra tai nạn cho những người tham gia giao thông, nhất là vào giờ tan tầm. Nhiều người chạy xe máy đã lao vào ba làn đường dành cho ô tô ngay trạm thu phí. Còn ở chân cầu Bình Triệu 2 cũng trong tình trạng đó, 4 trạm thu phí với 4 làn đường, nhưng xe nhỏ, xe lớn chạy loạn xạ với tốc độ cao vì phải lên dốc cầu. Trạm thu phí này nó không hoạt động là được bao lâu rồi chị? 3-4 năm rồi. Nó đến 4 làn xe hơi lận nên xe Honda nó bị không có chỗ chạy. Cứ để vậy hoài, sáng là kẹt cứng hết, bữa nào 8 giờ là cứng nhắc hết, ngày nào không như ngày đó. Ví dụ dẹp chống là người ta đi nó lẹ hơn. Để vậy là cản trở đâu dám chạy đâu, cứ tới đây là ùn tắc mà. Để đây cũng lâu rồi, lúc mà tan tầm là ách tắc giao thông, xuống dốc là không kiểm soát được rồi cứ lủi vô mấy cái giải phân cách này. Là những cái giờ cao điểm đó, là nó thường bị ứ động là xe từ trên cầu xuống rồi đổ về tới ngã tư đường ra đèn đỏ nè, là kẹt rất là lâu. Với lại sáng sớm đi làm là cũng bị kẹt nữa. Đó, xe đổ qua bên kia đổ về vẫn bị kẹt những cái giờ cao điểm. Đi bộ thì phần đường này đâu ai cho đi bộ. Dạ. Tại vì còn để chạm thì người ta ý là xe chạy từ từ, người ta băng qua băng lại. Còn nếu mình dẹp không thoáng ai dám băng qua. Đây chính chú cũng vậy đây. Chú chiều chú về chú phải không dám đi qua luôn á. Chiều nhiều khi xe đông để đi vòng lại đi qua. Chứ nhiều khi xe chiều chạy ẩu lắm. Sáng 8 giờ là xe tải nhỏ đồ chạy ào ào luôn. Cứ băng qua băng lại là quốc. Bên cạnh đó, trạm thu phí tại xa lộ Hà Nội cũng đang trong giai đoạn dừng thu phí mà không tháo dỡ.
dẫn đến tình trạng bụi bặm bám đầy, kính vỡ tung tóe, hạ tầng xuống cấp. Mật độ lưu thông qua lại ở trạm thu phí này rất cao. Việc luồn lách qua những làn đường thu phí cũng gây bất tiện cho mọi người. Sự tồn tại của các trạm thu phí đã ngưng hoạt động đã gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại đây. Cũng mong là nó dẹp bỏ luôn, tại vì bây giờ người dân đã quen là ở đây đoạn đường này không có thu phí rồi. Nếu mà thu phí lại thì nó cũng sẽ gây đến tình trạng là ùn tắc giao thông. Rất là tha thiết là mong chính quyền các cấp trên giải tỏa hết những cái trạm thu phí này. Tại vì để đây nó không hợp lý nữa, mà nó cản trở lưu thông rất là cao. Đó là đề nghị chính quyền các cấp ở trên thành phố là xem xét và giải tỏa cái vấn đề này. Thì chị cũng mong muốn sao mà dẹp đi chứ để đây rồi tình trạng ùn tắc giao thông rồi tai nạn đủ thứ hết, rồi dân buôn bán rồi nó cũng khó nữa. Giờ dẹp đi để cho mà tình trạng nó ổn định lại. Không thu thì dẹp chống cho người ta dễ thông thoáng, còn thu thì làm thu, chứ để về hoài bỏ chống nhiều khi cái tai nạn hoài. Thu lại thì thu, còn không thu thì dẹp, chứ để hoài 3 năm mấy rồi, để cũng đâu lại ít gì. Mong rằng trong thời gian sớm nhất, cơ quan chức năng sẽ cho tháo dỡ những trạm thu phí đã dừng hoạt động và xuống cấp như thế này, để trả lại sự thông thoáng cho mặt đường, cho người dân lưu thông an toàn và thuận tiện hơn. Camera cận cảnh đã từng giới thiệu hình ảnh những con người sẵn sàng giúp đỡ người đi đường bị xe chết máy, người thì tự nguyện ra điều khiển giao thông tại những nơi kẹt xe mà chưa có cảnh sát giao thông. Còn hôm nay, đây là hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình của một xe ô tô đang di chuyển trên đường. Đoạn đường đang được tu sửa, khá vắng vẻ, ít xe cộ qua lại. Một lúc sau, thì chiếc xe ô tô dừng lại hẳn. Sau đó có hai người đàn ông đang đẩy chiếc xe máy giữa lòng đường. Liệu đã có tai nạn xảy ra? Quay trở lại tình huống, xe ô tô di chuyển trên đoạn đường nhỏ hẹp đang được tu sửa thì bất ngờ ngừng lại và có tiếng người hỏi vang lên. Chuyển là sao kỳ vậy? Vẫn không thấy người được hỏi đáp lại. Vậy người tài xế này đang hỏi ai đây? Quan sát thật kỹ tình huống này một lần nữa. Khi xe ô tô đang di chuyển thì ngừng lại vì tài xế đã phát hiện ra một người cùng chiếc xe gắn máy đang ở dưới lòng hố nước ven đường. Ngay lập tức, người tài xế đã nhanh chóng xuống xe, giúp người bị nạn kéo chiếc xe gắn máy lên đường, nhắc người bị nạn xem có làm rơi đồ đạc gì dưới hố nước hay không. Có tiếng người từ trong xe ô tô dặn người bị nạn hãy ngồi nghỉ một lát cho khỏe rồi hãy di chuyển. Ngồi đó mày nghỉ tí đi về. Người đàn ông bị nạn này đã may mắn khi gặp người tốt bụng giữa đường trong đêm vắng. Nếu không có người lái ô tô xuống giúp đỡ, có lẽ người bị nạn sẽ mất nhiều thời gian và công sức để đưa xe từ hố sâu lên đường. Xã hội càng trở nên tốt đẹp hơn khi còn có những con người sẵn sàng giúp đỡ đồng loại gặp nạn. Những hành động nhân ái đó đã góp phần tạo nên một cộng đồng gắn kết, thương yêu và luôn hướng về những giá trị nhân văn, nhân bản trong cuộc sống. Chiến dịch mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi và nhiều hoạt động ý nghĩa khác từ các bạn đoàn viên thanh niên, sinh viên học sinh thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng. Trong tuần qua, hình ảnh các nhóm tình nguyện viên sẵn sàng giúp đỡ các thí sinh trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đã tạo nên những hình ảnh đẹp ngay trước cổng trường. Căng thẳng, hồi hộp, lo lắng, tự tin là cảm xúc đan xen của các bạn học sinh khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trước khi vào phòng thi, sự lo lắng sẽ giảm đi khi các thí sinh nhận được sự giúp đỡ tận tình về mọi mặt của các bạn tình nguyện viên. Em là sinh viên năm nhất và đây là lần đầu tiên em tham gia tiếp xúc mùa thi. Các em cũng làm cho em nhớ đến cái thời mà khi mà em đi thi cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Em biết được cái cảm giác là đã là một thí sinh thi đại học, nó rất là mệt mỏi như thế nào, chỉ cần một cái bánh hay một chai nước thôi cảm thấy rất là
cái gì đó như là hỗ trợ mình rất là nhiều. Từ hôm qua nay là mình đưa con đi thi, mình cũng thấy những em nó rất là năng nổ trong cái công việc này, cũng thấy các em cũng đứng ngoài nắng rồi thấy cũng rất là tội nghiệp. Trường bên Marie Curie cũng có coi là cũng có tiếp sức mùa thi. Tới đây thì mình thấy như thế này thì cũng yên tâm. Nhóm tình nguyện viên đã có mặt từ rất sớm tại các điểm trường thi để đón các thí sinh và giải đáp tận tình những thắc mắc về kỳ thi cho phụ huynh, với phương châm hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn. Do là tụ điểm thi xa với lại nơi tụi em ở, cho nên là tụi em phải thức dậy lúc 4 giờ sáng lận để lên đây đặt bàn, đặt ghế, đảm bảo là ở cái bàn tụi em đặt ở ngoài đây thì sẽ không có để trống, luôn sẵn sàng cho các phụ huynh hoặc các học sinh đến nhận tư vấn. Mấy bạn này có sớm lắm mà 6 giờ rưỡi mình chở con tới đây là mấy bạn ở đây đã đứng xếp hàng ở đây rồi. Chúc mừng thi thành công nha, rồi tặng bánh nữa, rồi chúc may mắn này nọ, rất là hay. Hồi nãy thì lúc mà em qua đường thì trời mưa thì mấy chị rất là quan tâm, hỏi thăm rồi dắt em qua đường nữa. Mình đi vào á, mấy anh chị phát bánh nè, rồi mấy anh chị vỗ tay, rồi đi ra mấy anh chị cũng vỗ tay, rồi chúc, rồi cầm dù che nắng che mưa nữa. Kiểu nó giống là một niềm an ủi vậy á. Nếu như mà lỡ tụi em có làm không tốt thì cũng có mấy anh chị an ủi. Mỗi lúc em vô thi là mấy anh chị đều đứng sẵn ở đây, em đi vô rồi mấy anh chị vỗ tay, mấy anh chị cổ động này đó. Em thấy mấy anh chị rất là dễ thương, em rất là thích hoạt động này. Dạ, em cũng tưởng là chỉ ngày đầu thôi mà mấy anh chị cũng làm xuyên suốt luôn trong các ngày luôn, cũng không hề bỏ một buổi nào hết á. Nhiệt tình, có trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng hành động, các bạn tình nguyện viên làm việc không ngại khó khăn bất kể thời gian, dù mưa hay nắng. Mỗi thành viên trong nhóm đều động viên các thí sinh bằng cách hô to khẩu hiệu thì tốt nha. Tốt em. Tụi em cũng thống nhất với nhau là sẽ trang trí tự nghĩ ra câu khẩu hiệu để cổ vũ tinh thần cho các em. Mong muốn là những cái câu khẩu hiệu này sẽ truyền một cái lửa động lực đến cho các em một cách dễ dàng hơn. Mình phụ huynh lúc nào cũng muốn cho con mình được thi tốt á, hoàn thành cái điểm thật là cao, thì cũng nhờ một cái mấy em ở đây khi mà đôn đốc tinh thần này. Thì từ hôm qua tới giờ thì trong lúc mà chở bé tới hay là có đứng đợi bé thi ra thì thấy có các bạn tình nguyện viên nè ở các trường đó chúc mừng các bạn đã thi xong. Thì là phụ huynh thì tôi thấy cái hành động của các bạn tình nguyện viên đó khuyến khích được cái tinh thần của các em nó vui, mà cả ngay cả phụ huynh cảm thấy cũng rất là vui mừng nữa. Đây là món quà món mạnh mà phụ huynh bên kia mới tặng mình em. Thực sự là em hơi bất ngờ và rất vui và cảm động nữa, tại vì mấy nay thấy mấy phụ huynh là có những phụ huynh là chờ con đi xong về, nhưng mà vẫn có những phụ huynh là ở lại chờ con suốt cả buổi luôn á. Và nhiều phụ huynh là mang những món quà cho em mặc dù rất là đơn giản nhưng mà em rất là quý luôn, trân trọng á. Tại vì phụ huynh nó đã có thời gian chia sẻ với bọn em rồi. Kiểu mấy anh chị như vậy á, làm tụi em có một phần hy vọng hơn về cái việc thi á, cũng có một phần cổ vũ niềm tin hơn về bài thi của mình. Với lại cũng cảm ơn mấy anh chị. Cái việc nhỏ nhưng mà nó là một cái động lực để cho các em nó vô cái phòng thi nó vững vàng hơn. Ừ, là có người quan tâm này kia. Nếu nhưng mà sau này có dịp em trở thành một sinh viên, em có thể tham gia được những hoạt động này, em cũng sẽ tham gia. Không chỉ là mong muốn của các thí sinh mà còn là mong muốn của con. Anh đầu đại học anh cũng khuyên nó cũng nên làm như vậy để cho giống như là cái thế hệ càng ngày nó có cái sự mà gắn kết hơn. Con của tôi á, còn có thi đậu mà là sinh viên của trường đại học á, thì tôi cũng khuyến khích con tới cái mùa thi này nè cũng là đăng ký để đi tình nguyện để giúp cho các bạn các em năm sau. Các nhóm tình nguyện viên tiếp sức mùa thi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với niềm vui và tự hào là đã đóng góp công sức cho sự thành công của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2018. Hy vọng các nhóm tình nguyện này sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, tham gia nhiều hoạt động tình nguyện hơn nữa để giúp ích cho cộng đồng và góp phần cho tiến bộ xã hội. Em chúc mấy anh chị lúc nào cũng nhiệt huyết như vậy, lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng nhiệt huyết như vậy để làm thêm được nhiều những cái hoạt động bổ ích khác. Em cũng mong là các em sẽ có một cái kết quả mà mình mong muốn, dù là cao hay là không cao đi chăng nữa thì các em không nên nản lòng trước đó. Phía trước vẫn có rất là nhiều con đường cho các em lựa chọn. Nếu mà mình có điều kiện như thế này thì chị hy vọng là những cái mùa sau mình nên tiếp tục duy trì cái hoạt động này để cho các em nó vững tâm hơn nhiều.
Hãy đến với chúng tôi, những sinh viên tình nguyện. Cùng chúng tôi gặt hái những thành công. Hãy đến với chúng tôi, cùng vượt qua gian khó. Tiếp sức mùa thi của sinh viên chúng tôi.